vỉa hè cũng rất là bài bản chị, hai bên đường nè, vỉa hè nè. Đó, ở đây là trường tiểu học Nhị Thành. Cái vỉa hè khu vực trường tiểu học Nhị Thành rất là bài bản luôn. Dưới ruộng có mấy cái mộ của ngày xưa họ chôn người chết ở dưới ruộng luôn chị. Đó, anh chị thấy không? Rồi bắt đầu xây dựng nhà nè. Nhà cũng khá là bài bản nha. Đó, đang xây dựng biệt thự luôn nè. Đẹp chưa? Xây dựng thêm một cái cầu nữa cho nó rộng hơn. Đây là cầu cũ, mỗi bên một làn xe. Đây là cầu vượt số 3. À, cầu vượt bắc ngang cao tốc anh chị. Đang xây dựng cái cầu mới nè anh chị. Xây dựng cầu mới. Đó, bắc ngang cao tốc anh chị, ở dưới là cao tốc á. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương anh chị. Đó, trồng ổi ở dưới nè anh chị. Đó, về đường vào thị trấn có trồng ổi nữa kìa. Ổi lùng lùng mà có trái nữa nha. Đó, đây là cái chợ Thủ Thừa nè anh chị. Gửi đến anh chị nha. Anh chị nhiều năm không có về lại Thủ Thừa, Long An thì anh chị thông qua video em cũng gửi đến anh chị để anh chị đỡ nhớ quê hương hơn. Đó, đây là xung quanh chợ Thủ Thừa, trung tâm thương mại Thủ Thừa anh chị. Châu dẹp luôn rồi. Dạ, kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em có mặt ở tỉnh Long An. Em sẽ gửi đến anh chị một thị trấn Thủ Thừa, thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An anh chị. Thì tổng dân số của Thủ Thừa là 93.333 người, tính năm 2019 anh chị. Mật độ dân số là 329 người km vuông, biển số xe là 62G1. Đó, thì dân tộc chủ yếu là dân tộc Kinh thôi anh chị. Thì em đang có mặt ở con đường dẫn vào huyện Thủ Thừa, ở các bạn huyện Thủ Thừa. Phía sau là quốc lộ, phía sau lưng em là quốc lộ 1A, quốc lộ dẫn về Tân An. Thì hôm nay em sẽ quay khu vực huyện Thủ Thừa, đường đến thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An, để gửi đến anh chị xem con đường kết nối như thế nào. Ở đây cách trung tâm thị trấn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An là 4 km anh chị. Anh chị nhìn ngắm những con đường góc phố tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để anh chị xem như thế nào nha. Đây là con đường dẫn vào khu trung tâm của thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ở đây là xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha anh chị. Đường xá dẫn vào trung tâm thị trấn ngay chỗ khúc quốc lộ 1 thì khá là bài bản anh chị. Mỗi bên hai làn xe, xe rất là thông thoáng. Có con lương cứng ở giữa. Ở đây là ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An anh chị. Chúng ta sẽ chạy vào trung tâm thị trấn để xem một cái thị trấn ở tỉnh lỵ Long An như thế nào. Ở đây cung qua rẽ trái là vô khu công nghiệp Hòa Bình. Đó, khu công nghiệp Hòa Bình trong này nha anh chị. Có logo của Hòa Bình. Đường xá kết nối giao thông cũng khá là bài bản. Hai bên đường anh chị nhìn ngắm nha. Ở đây là xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Huyện Thủ Thừa xong rồi bắt đầu cái hướng về quốc lộ 1 về Sài Gòn anh chị. Huyện Thủ Thừa xong rồi tới huyện Bến Lức. Rồi mới tới huyện Bình Chánh của Sài Gòn anh chị. Đường xá rất là bài bản. Tuy nhiên lưu lượng xe cũng rất là ít, chứ không có đông. Anh chị nhìn ngắm hai bên bên đường, nhà cửa cũng như là hàng quán nha. Lúc này là 1 giờ chiều. Nhà cấp 4 dưới quê xây cũng khá đẹp anh chị.
sẽ về đây sống thoải mái anh chị. Nhà dưới quê xây nhà xong có cái sân rộng á, rất là sống rất là thoải mái anh chị. Nó không có xô bồ như những cái khu đô thị lớn, nó không có chật hẹp, đất ở dưới quê thì nó rộng rồi nên xây nhà rất là thoải mái. Em cũng gửi đến anh chị những hình ảnh giao thông kết nối tại một cái huyện tại tỉnh Long An, ở hướng 3 km, 3 km là tới trung tâm thị trấn. Ở đây vô xã Nhị Thành, giờ xã Nhị Thành đó. Ở đây là trường mầm non Nhị Thành anh chị. Đó, vỉa hè cũng rất là bài bản anh chị, hai bên đường nè, vỉa hè nè. Đó, ở đây là trường tiểu học Nhị Thành. Đó, cái vỉa hè khu vực trường tiểu học Nhị Thành rất là bài bản luôn. Đó, đường xá ở đây trồng cây hai bên đường, cũng như là trang trí đèn giao thông. Đây còn đất nông nghiệp nè anh chị. Cái bên đường đất nông nghiệp, xa xa dưới ruộng á. Dưới ruộng có mấy cái mộ ngày xưa họ chôn người chết ở dưới ruộng luôn anh chị. Đó, anh chị thấy không? Rồi bắt đầu xây dựng nhà nè. Nhà cũng khá là bài bản nha. Đó, đang xây dựng biệt thự luôn nè. Đẹp chưa? Đó, anh chị nhìn hai bên đường nha. Hai bên đường. Ở phía sau chắc là đất nông nghiệp khá nhiều á. Phía xa xa bên kia là trồng rúa các anh chị. Đó, cái đường vào trung tâm thị trấn. Như cái phía trước là cái cầu đang xây anh chị. Đang xây dựng cầu. Xây thêm cái cầu mới hay sao? Ở đây cũng có rất là nhiều nhà xưởng của các công ty anh chị. Ở cái cầu bên đây đang xây dựng nè, nên là chạy có một bên nè. Đó, cái cầu đang xây dựng anh chị. Đây là đường vào trung tâm thị trấn. Cầu bên đây là đang xây dựng nè. Xây dựng thêm một cái cầu nữa cho nó rộng hơn. Đây là cầu cũ, mỗi bên một làn xe. Đây là cầu vượt số 3. À, cầu vượt bắc ngang cao tốc anh chị. Đang xây dựng cái cầu mới nè anh chị. Xây dựng cầu mới. Đó, bắc ngang cao tốc anh chị, ở dưới là cao tốc á. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương anh chị. Đó, cao tốc. Cao tốc chạy nè, hướng này là về Sài Gòn. Cái cầu đang xây dựng anh chị. Cầu đang xây dựng thêm một cái cầu mới. Đó, ở dưới cũng trồng nông nghiệp không à, đất nông nghiệp trồng bưởi nữa kìa, trồng bưởi trồng mít. Đó, cái cầu đang xây dựng á, đường cũng khá bài bản nha. Dẫn vào trung tâm thị trấn khá bài bản. Khá đẹp hết chứ. Cơ sở hạ tầng khá đẹp. Đây cách trung tâm thị trấn 1 km nữa. Đó, bắt đầu vào trung tâm nè, có cái bảng trung tâm nè. Nhà cửa dưới quê rất là bài bản anh chị. Đây rẽ phải là vào Agora City, sống chững châu Âu, là cái khu dạng như dân cư mới, khu đô thị mới anh chị, ngay huyện Thủ Thừa, Long An. Đây có trồng đậu bắp nè chị. Đó, trồng nông nghiệp dưới quê, trồng đậu bắp. Đó, tưới tiêu đậu bắp, đất nông nghiệp, nông nghiệp khá là nhiều. Vào trung tâm thị trấn nha, trung tâm thị trấn. Đó, trồng ổi ở dưới nè anh chị. Đó, về đường vào thị trấn có trồng ổi nữa kìa, ổi lùng lùng mà có trái nữa nha. Trung tâm thị trấn Thủ Thừa. Đó, bắt đầu vào khu trung tâm nè anh chị.
chị nhìn ngắm đường xá nha, giao thông kết nối đường xá tại thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An đó, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng đó, nhà cửa. Ở đây gọi là khu phố 3 Hương Lộ 6. Đây là trong nhiều tên đường, để em coi rõ tên đường nha. Đường này lẽ trái qua quốc lộ 1A nè. Đường lẽ trái qua quốc lộ 1A. Cái đường mình đó là Quỳnh Châu số. Để lẽ ra quốc lộ 1A. Để coi tên đường này nha. Tại vì em cũng không có tới đây thường xuyên. Em không biết. Đây là đường Nguyễn Thị Ba anh chị. Nguyễn Thị Ba. Ủa sao á, sao đường tách đường tùm lum vậy? Đây là trường trung học cơ sở thị trấn Thủ Thừa nè. Khu phố Cầu Xây. Khu phố Cầu Xây. Nhiều cái khu phố đặt cái tên khu phố thôi. Đường ở đây địa chỉ tùm lum vậy hay là mới đổi tên đường người ta? Thì khu phố, từng khu phố nhà thương, khu phố Cầu Xây, ghi khu phố không khi ghi tên đường đó. Ở đây là khu phố Cầu Xây anh chị, ghi khu phố theo từng khu phố. Nay bất ngờ nha, ví dụ mà ghi khu phố, ghi ấp Cầu Xây, ấp Cầu Xây, ở đây có cái vòng xiến nè. Đây ấp Cầu Xây, đường Nguyễn Thị Ba. Đó, đây là hội đồng ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa nè anh chị. Đó, ngay cái vòng xiến nè. Đó, đây là huyện ủy Thủ Thừa nè. Chạy vòng vòng thì gửi đến anh chị xem cư dân sinh sống ở huyện Thủ Thừa như thế nào. Ở đây là cầu cây gáo một, đó, có từng cái đập dẫn nước nè anh chị, đó, từng cái đập dẫn nước, cầu cây gáo một nha, đó, đây là cái chợ Thủ Thừa nè anh chị, gửi đến anh chị nha, anh chị nhiều năm không có về lại Thủ Thừa, Long An thì anh chị thông qua video em cũng gửi đến anh chị để anh chị đỡ nhớ quê hương hơn, đó, đây là xung quanh chợ Thủ Thừa. Thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An nha. Ở đây là đường Thủ, đường trên đây là Thủ Khoa Thừa, Thủ Khoa Thừa. Đó, chạy vào từng khu phố để anh chị nhìn ngắm nha. Ở đây là đường khu phố xung quanh thị trấn. Đây là đường Trưng Nhị. Đó, anh chị nhìn ngắm xem những cái khu phố xung quanh chợ Thủ Thừa cũng như là thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An nha anh chị. Đó, từng con đường góc phố để anh chị nhìn ngắm một cái thị trấn tại tỉnh lỵ, cửa ngõ của đồng bằng sông Cửu Long. Anh chị xem đường phố cũng như là kinh doanh buôn bán như thế nào. Lúc này là 1 giờ chiều nha anh chị, 1 giờ chiều. FPT shop cũng đầy đủ hết nha. Qua bên này là Phan Văn Tình, đường Phan Văn Tình nha. Lúc là để trên đường, lúc là để ấp tùm lum, em đập tùm lum lắm. Địa chỉ nhà cũ, nhà mới, địa chỉ cũ, địa chỉ mới anh chị. Một thị trấn ở khu vực, nói chung là cũng gần Sài Gòn anh chị. Qua thị trấn ngay chỗ Bến Lức là chúng ta sẽ tới Sài Gòn thôi. Đây là trung tâm thương mại Thủ Thừa anh chị, trung tâm thương mại Thủ Thừa. Tôi thấy không có bán, bỏ luôn người ta, thấy không bán nữa ta.
tâm thương mại Thủ Thừa anh chị, sau dẹp luôn rồi, sao kỳ ta, trung tâm thương mại Thủ Thừa sao dẹp luôn rồi, phía sau còn bán mà, nhưng mà thấy vắng teo vậy. Đây, đường dọc ra bờ kênh nè, đây là trung tâm thương mại Thủ Thừa sao vắng teo vậy chị. Bờ kênh sao bắn teo ta, dẹp luôn nữa sao á, trung tâm thương mại Thủ Thừa nha anh chị. Đó, dòng ở cái cầu cái gáo mà hai nha, cái gáo hai để em dạo vô cái đường dọc theo cái bờ kênh này xem như thế nào. Đây có phần lô bán nền không? Đây là dọc theo bờ kênh ngay chỗ cầu cây gáo 2. Đây là chắc khu dân cư mới nè anh chị. Dân cư mới chia lô bán nền. Bây giờ họ bắt đầu xây dựng nhà nè. Đó, cỏ bên đây cỏ mọc tùm luôn. Chắc là phần lô rồi không có xây nhà, cỏ mọc tùm luôn. Ở đây cũng có quán nhậu nè, buổi tối chắc mở cửa. Ngay trung tâm thị trấn Thủ Thừa tỉnh Long An nha anh chị. Dạo dạo ra cùng ở vùng ven á, vùng ven của thị trấn. Ồ, đây hết đường anh chị. Đó, đây cũng có nhiều quán nhậu nhưng chắc mở buổi tối á, dọc theo cái bờ kênh đó anh chị. Đó, có một số cái nhà xây dựng thôi, còn lại là cái lô để không nè, cỏ mọc nữa, đúng không? Đó, dọc theo cái bờ kênh ra chỗ cầu cây gáo 2. Đó, bờ kênh đó anh chị, kia cái đường đất đó, bờ kênh cũng làm cái công viên đó, cũng bài bản. Tuy nhiên dân cư sinh sống ngay chỗ cái khu này cũng thưa thớt, chủ yếu là ở ngoài mặt đường ngay chỗ cầu cây gáo 2 thôi đó. Nhà của đại gia Long An nè, đó hoành tráng chưa. Đó, ở đây là đường số 4. Đó, hoành tráng chưa, nhà hoành tráng chưa. Đó, đại gia xây nè, quá tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn. Ở thị trấn nha, trung tâm thị trấn đây công viên, trung tâm thị trấn Thủ Thừa nha anh chị. Đó, trung tâm thị trấn Thủ Thừa, đây là thị trấn Thủ Thừa, kính chào quý khách. Đó, cái đường quá đẹp luôn chị. Đó, thị trấn Thủ Thừa kính chào quý khách, dài thẳng vô là trường tiểu học thị trấn Thủ Thừa, đường hoành tráng với anh ta, kế bên là công viên, hơi vắng nha, hơi vắng nha. Đó, trường tiểu học hoành tráng chưa anh chị, trường tiểu học quá hoành tráng luôn chị. Đó, ấp cầu xây thị trấn Thủ Thừa để ấp thôi. Hơi vắng nha, ở đây là công viên, công viên ngay chỗ trung tâm thị trấn Thủ Thừa anh chị. Gửi đến anh chị những hình ảnh con đường góc phố tại trung tâm thị trấn Thủ Thừa tỉnh Long An. Ở đây còn nhiều đất trống đó anh chị ơi, anh thấy trung tâm thị trấn mà quá trống luôn. Giờ nhà bắt đầu xây dựng nè. Đó, nhà bắt đầu xây dựng anh chị, kiểu quê xây nhà quá đẹp luôn chị. Đó, đất trống còn khá nhiều nha. Đó, bắt đầu xây dựng nhà nè. Đó, đây đất trống ở ngoài kia, chạy thẳng ngoài kia là quốc lộ 1 anh chị. Cũng còn nhiều khu đất nông nghiệp nha. Đó, đất trống cỏ mọc tùm nè, ngay trung tâm thị trấn nha anh chị. Chạy dạo vòng vòng để anh chị đánh giá về cơ sở hạ tầng kinh doanh buôn bán tại trung tâm thị trấn Thủ Thừa Long An. Đây là đường số 6. Vẫn là khu phố cầu xây nha anh chị. Đó, từng con đường chia đường cũng khá là bài bản anh chị, chia đường khá bài bản nha. Đó, đường xá chia rất là bài bản, từng lô giống như bàn cờ vậy anh chị.
ấp Cầu Xây, khu dân cư Cầu Xây. Đó, đường Quỳnh Châu Sổ chứ, đường này là Quỳnh Châu Sổ. Nãy là chúng ta em đọc là Quỳnh Châu Số, giờ là Quỳnh Châu Sổ nha, chứ không phải Quỳnh Châu Số. Đó, trang trí đường xé hai bên đường cũng khá là bài bản chứ. Nhưng mà cơ sở hạ tầng nhiều cái chưa có những cái tòa nhà quanh tráng lệ như các đô thị khác. Em thấy cái thị trấn Bến Lức thì bài bản, tức là sơm hơn. Sơm hơn do gần cái huyện Bình Chánh anh chị. Đó, vô tuyến đường nhánh nha. Một tuyến đường nhánh nè. Tuyến đường nhánh nha. Chạy dạo dạo hồi ra tới bờ kênh nè. Nói chung là ở đây là bệnh viện đa khoa huyện Thủ Thừa nè anh chị. Bệnh viện đa khoa huyện Thủ Thừa nha. Chạy vòng vòng hồi ra tới bờ kênh nè. Nói chung là ở miền Tây sông nước mà. Rồi chung đồng bằng sông Cửu Long rất là nhiều kênh rạch. Đây là đường Võ Tánh giao với Nguyễn Nhân Ngộ. Đây là Nguyễn Nhân Ngộ nha anh chị. Đường Nguyễn Nhân Ngộ dọc theo bờ kênh. Theo bờ kênh. Chạy theo bờ kênh rất là mát anh chị, rất là mát. Em đi quay khu vực miền Tây thấy thị trấn hay là thành phố nào cũng thấy có bờ kênh như thế này nè. Đó, tàu thuyền ở trên nè anh chị. Tàu thuyền ở trên nè. Đó, mát lắm. Mát lắm chị. Dọc theo bờ kênh mát lắm. Đường này là ấp 3 nhà thương. Đó, nhà thương chắc là gần bệnh viện á, dạng khu dân cư nhà thương anh chị. Đây hay nha, khu dân cư Cầu Xây rồi khu dân cư nhà thương, tức là gần bệnh viện đa khoa Thủ Thừa. Dọc bờ kênh, mà bờ kênh rất là mát anh chị, rất là mát. Sống ở đây khá là thoải mái nha. Đây có đội tập thể dục, dọc bờ kênh có đội tập thể dục, chiều ra tập thể dục cũng vui nha. Đó, dọc bờ kênh rất là mát, kênh nước trong xanh chứ không như không có ô nhiễm nha. Em đánh giá là nước trong xanh. Đó, đây là những cái nhà giống dưới quê nè. Đó, đây, nhà rất là thoải mái anh chị, trung tâm thị trấn nha. Nha, chỗ ấp 3 nhà thương. Quanh lại là ngoài nha. Đường đây nhà xưởng cũng nhiều nè. Đường đây nhà xưởng không à. À, đây nhà xưởng không à. Đất khá trống anh chị. Thị trấn đất nhiều trống, đất trống nhiều lắm. Xây nhà thoải mái luôn. Chú bò về quê là thấy mấy chú bò, mặc dù trung tâm thị trấn nha. Đường xá bài bản, đường xá bài bản ở đây, trong đây rất là khu dân cư mới, có đường vào nè, dân cư mới anh chị. Đất còn trống nhiều, các chính chủ mặt tiền, đó, mặt tiền các chính chủ đó, xây nhà rất là khu dân cư mới. Đây trồng hoa nè chị, chưa mới không cho vào đó, trồng hoa các chính chủ đang làm các phân lô bán nền ở trong quy hoạch khu trung tâm mới đó. Đang làm đường dân cư mới, không có cho vào, trong họ trồng hoa. Chạy vào một vòng thị trấn để anh chị nhìn ngắm. Nói
chung là thị trấn đường xá cũng khá bài bản đó. Quay lại một vòng rồi nè, quay lại ngay chỗ cái đường hồi nãy chúng ta chạy vào trung tâm thị trấn rồi nè, đường Nguyễn Thị Ba, khu cầu xây đó, khu cầu xây đó, cũng đất nông nghiệp khá là nhiều đó, một vòng thị trấn Thủ Thừa để anh chị có những cái nhìn khách quan về trung tâm thị trấn Thủ Thừa nha anh chị. Nãy chúng ta chạy thẳng đó, chạy thẳng vô đó, bây giờ chúng ta rẽ trái đi, rẽ trái vô cái khu này đi đó. Cái nhà nãy chúng ta chạy vô chúng ta thấy xây dựng nè, rẽ vào đường Võ Văn Tịnh đi anh chị đó, đường Võ Văn Tịnh nha, từng con đường có phố đường khá rộng rãi và lưu lượng xe không có cao nên là chúng ta chạy rất là thoải mái anh chị, chạy xe rất là thoải mái, ô tô xuống đây chạy cũng rất là thoải mái. Mà em thấy trung tâm thị trấn đất còn trống khá nhiều nha anh chị, đất trống còn khá nhiều, nhưng mà đường xá kết nối rất là bài bản. Đó, từng khu dân cư ở đến anh chị nha, vào một vòng trung tâm thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để gửi đến cô chú anh chị trong và ngoài nước. Cô chú anh chị là nhiều năm chưa về lại Thủ Thừa cũng như là chưa biết đến Thủ Thừa, sẽ có một cái nhìn đánh giá về huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, mà đặc biệt là trung tâm thị trấn là một cái trung tâm quan trọng của một cái huyện lỵ tại Việt Nam nha. Giá giao thông kết nối đó gửi đến anh chị. Khu vực này rất là nhiều cái trường học nha, rất là nhiều trường học. Ở đây là trung học phổ thông Thủ Thừa đó, đây hết đường luôn rồi, đây hết đường luôn rồi, chạy xuống phía này là hết đường rồi đó, đường này đường cục anh chị ơi, ngay trung tâm thị trấn Thủ Thừa nha, ngay trung học phổ thông, rất là nhiều hàng quán. Đó, đây là trung tâm gọi là trường trung học Thủ Thừa này. Trung học phổ thông, học phổ thông là cấp 3 anh chị. À, cũng gửi đến anh chị những hình ảnh về trung tâm thị trấn Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đó, chạy vào vô từng khu phố để anh chị nhìn ngắm các khu vực thị trấn Thủ Thừa. Thôi video về trung tâm thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũng đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.